Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Xin chào tất cả các đô đốm, các fan của Zack, fan của G97. Vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2020 thì MV đầu tiên của Zack sau khi chia tay công ty quản lý cũ là KICM cũng như những ồn ào xung quanh công ty này. Zack sẽ cho ra MV mới cùng với sự kết hợp với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thì tất cả mọi người đều quan tâm là Zack bắt tay với Nguyễn Quang Dũng, đó là điều sáng suốt hay hợp lý? Chúng ta cùng nghe Zing phân tích như sau. Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy đều là những gương mặt rất là có tiếng ở showbiz, nhưng cú bắt tay liệu với Zack ngày hôm nay thì có hợp lý hay không, khi mà nam ca sĩ đang thiếu một producer hơn là một đạo diễn điện ảnh. Sau khi đứt gánh giữa đường với KICM, Zack đã đầu quân cho công ty mới và sẽ chính thức trở lại trong thời gian tới. Trong thông cáo gửi đến giới báo chí, đại diện của Zack xác nhận về hai cộng sự mới của nam ca sĩ là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy. Thông tin khiến nhiều người khá là bất ngờ, bởi lẽ Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy được biết đến nhiều hơn với vai trò của đạo diễn điện ảnh. Trong khi Zack đang được cho là thiếu một producer âm nhạc, người chịu trách nhiệm hòa âm phối khí cho các sản phẩm của giọng ca sinh năm 1997. Do vậy, cú bắt tay này gây sự chú ý, nhưng thực sự có hợp lý hay không? Vì Zack đang thiếu gì? Dù không được đào tạo bài bản về mặt âm nhạc, nhưng Zack là gương mặt nổi bật của mô hình singer hay là songwriter, vốn rất được ưa chuộng trên thị trường những năm gần đây. Zack có khả năng sáng tác, đồng thời cũng sở hữu một chất giọng đặc biệt dư sức để hát những ca khúc của chính bản thân mình. Trước khi bắt tay với KICM, Zack đã phát huy khả năng này với loạt ca khúc như Mờ Mắt Em, Về Bên Anh và đặc biệt là Hồng Nhan. So với loạt ca khúc thời trong nhóm Underground GR5, Hồng Nhan là sáng tác thể hiện rõ nhất màu sắc âm nhạc của Zack, đặc biệt trong cách xử lý giọng hát. Cùng với sự nổi lên của Hồng Nhan, có thời điểm Zack bị nhận xét rap giống Đen Vâu và hát như Phan Mạnh Vinh. Nhưng Hồng Nhan cũng như giai đoạn ở GA5, Zack có một điểm yếu thấy rõ là khâu làm nhạc. Chất lượng âm nhạc không được đánh giá cao, nam ca sĩ cũng thú thật Hồng Nhan vẫn còn có đoạn beat chùa. Zack khắc phục được hạn chế này khi chính thức rời GA5, bước ra khỏi giới underground và bắt tay với KICM. Dấu mốc của giai đoạn này được tính từ bạc phần beat của ca sĩ, cũng như là phần beat của ca khúc hoàn toàn là những sáng tác độc lập của hai gương mặt trẻ. Bàn tay của KICM trong vai trò sản xuất âm nhạc, hòa âm phối khí tiếp tục được phát huy trong Sóng Gió. Dù gây tranh cãi vì bị cho rằng không quá mới mẻ, Sóng Gió vẫn chứng tỏ là một sản phẩm âm nhạc đầu tư lớp lang. Dấu ấn Brosodio thể hiện ở việc đưa nhiều nhạc cụ dân tộc vào nền nhạc hiện đại. Cấu trúc âm nhạc của Sóng Gió cũng tương đối rõ ràng qua các giai đoạn và gây được ấn tượng đặc biệt ở phần điệp khúc. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dán ai về chung lối. Người mang ánh nắng những cớ sao còn tầm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lệ loi. Sự kết hợp giữa Zack và KICM sau này tiếp tục được phát huy của Em Gì Ơi và Việt Nam Tôi. Trước khi cho thấy không còn ăn ý ở sản phẩm cuối cùng, Hoa Vô Sắc trước khi quyết định chia tay. Nhìn lại cả chặng đường hợp tác, có thể thấy rõ khả năng của Zack trong khâu sáng tác và thể hiện singer songwriter. Tuy nhiên, nam ca sĩ cần một người làm nhạc music producer. Trong vai trò không chỉ hòa âm phối khí mà còn là định đường hướng và phong cách âm nhạc, Nguyễn Quang Dũng sẽ làm gì? Khi Zack được cho là thiếu một producer khi chia tay KICM, cú bắt tay với Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy là một bất ngờ, bởi lẽ cả đạo diễn đều được biết những nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh thay vì một nhà sản xuất âm nhạc. Cả hai cũng chưa cho thấy nhiều kinh nghiệm trong việc hòa âm phối khí cho ca sĩ. Tuy nhiên, Nguyễn Quang Dũng vẫn được biết đến là một người có gắn bó mật thiết với đời sống âm nhạc. Trong sự nghiệp của mình, anh từng làm nhạc
Phẩm thiếu nhi mẹ vắng nhà, đồng tác giả với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngoài ra, anh cũng từng làm một số phim điện ảnh hơi hướng ca nhạc như Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Nguyễn Quang Dũng cũng có nhiều năm ngồi ghế nóng Việt Nam Idol, cầm cân nảy mực, góp phần phát hiện nhiều tài năng âm nhạc. Anh cũng từng đồng hành với một số ca sĩ trong việc thực hiện sản phẩm âm nhạc live show sau cuộc thi. Cách đây không lâu, Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn sân khấu live show Chẳng Phải Tình Cờ của Uyên Linh và Lăng Nhã. Trong khi đó, đạo diễn Trần Thanh Huy, biệt danh Huy Ròm, là gương mặt có phần xa lạ của thị trường âm nhạc dù ít nhiều có tiếng ở lĩnh vực điện ảnh. Sự bắt tay của hai đạo diễn với Jack được cho sẽ đảm bảo về mặt hình ảnh trong các dự án âm nhạc. Tư duy của những đạo diễn điện ảnh có thể mang lại những hiệu quả nhất định trong bối cảnh thị trường ưa chuộng cả nghe và nhìn. Trong cuộc chiến MV, đôi khi yếu tố âm nhạc lại bị lép vế trước những hấp dẫn mới mẻ vừa sáng tạo hình ảnh, câu chuyện. Sự vào cuộc của hai đạo diễn ít nhiều khiến cộng đồng fan của Jack, tức là các đom đóm, yên tâm hơn. Về sự hợp tác với Jack, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết gần đây anh ít nhận lời làm những sản phẩm âm nhạc, nhưng với những nghệ sĩ trẻ tạo được cảm hứng như Jack, anh luôn muốn hợp tác. Tôi nghĩ rằng trong ngành nghề chúng ta cần có sự hỗ trợ nhau. Trước khi gặp, tôi chỉ biết về Jack thông qua các bài hát của cậu ấy và cũng có rất nhiều tình cảm. Tôi và Jack đều là dân miền Tây, tôi cảm thấy rất vui vì có một người miền Tây thành công, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh. Tương tự như Nguyễn Quang Dũng, Trần Thanh Huy cho biết anh ấn tượng với Jack khi làm việc cùng nhau trong những set play. Nam đạo diễn nhận xét Jack là một người trẻ chuyên nghiệp, đi được trong đường dài. Những chia sẻ cho thấy cả hai bên đều có những ý trong hợp tác. Khán giả cũng có quyền chờ đợi những ấn tượng về hình ảnh trong MV sắp tới của ba người đàn ông với tên gọi là một thằng con trai. Rõ ràng sự góp mặt của Trần Thanh Huy và Nguyễn Quang Dũng chứng tỏ công ty chủ quản hiện tại của giọng ca 1997 Triệu Chi đó cũng là một quyết định khôn ngoan cho sự đầu tư vừa mặt hình ảnh của đơn vị chủ quản cho Jack và những sản phẩm sắp tới của anh. Song sự an tâm về hình ảnh không thể khóa lấp khoảng trống của một pro studio âm nhạc. Bình luận với Zin.vn, đạo diễn Vũ Lâm cho rằng rất khó để bắt một đạo diễn phải giỏi tất cả các đầu việc khi hợp tác với ca sĩ. Tuy nhiên, một đạo diễn điện ảnh sẽ luôn có cái nhìn bao quát, có thể không quá chuyên môn về mặt âm nhạc nhưng lại có những ý tưởng mà ca sĩ không có. Một đạo diễn cũng có thể can thiệp vào khâu biên tập âm nhạc, tư vấn việc phối khí, chứ không chỉ chuyện hình ảnh. Trường hợp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Jack cũng vậy. Tôi tin anh Nguyễn Quang Dũng, một khi đã nhận lời thì sẽ làm nên chuyện từ tư duy của một đạo diễn. Đạo diễn MV Giữ Lại Hạnh Phúc nói thêm. Ok, đó là cái những bài báo, những thông tin ở trên cái Zin.vn. Còn về ý kiến của bạn đọc thì có thể nói rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người ý kiến như thế này: dòng nhạc của Jack rất nhiều pro studio hiện nay có thể phối và không nhất thiết phải gắn tên pro studio lên title mới thành công. Nhiều pro studio chỉ cần ca sĩ nhắc tên mình khi đại diễn, khi đi diễn là đủ. Ok, có nhiều người nói là rất là vô lý khi mà pro studio lại lên sân khấu cùng ca sĩ, rất dư thừa cho phần biểu diễn. Và rất rất nhiều ý kiến, và cũng hy vọng rằng là cái sự thành công của sự kết hợp với các ekip mới gồm có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Trần Thanh Huy, hy vọng rằng là cái MV tối hôm nay được phát hành, đó là MV Là Một Thằng Con Trai, sẽ thành công và được sự hưởng ứng rất lớn từ các fan, các đam đốm. Ok, các bạn thấy video như thế nào? Nếu bạn thấy hay cho mình like, subscribe kênh, đăng ký kênh để mỗi khi mình vào video mới bạn sẽ được cập nhật. Bye bye, xin chào các đam đốm.